Đây là một cái gói gọi là sắp ra mắt cho mọi người ơi, cái gói khám phá quả cầu xanh. Trời ơi, cái gì vậy? Hey yo, xin chào tất cả các bạn nha, lại là mình và team báo đời báo đớm nha anh em ơi. Đó thì ngày hôm nay tập trung khá là đông đủ quá em ạ. Thì anh em nào đầu tiên anh em nào muốn quay video chung mình hàng ngày á thì anh em có thể tham gia bằng cách là anh em gọi là follow Facebook mình BD2K, team cái bài viết mình đang ghim á và comment phía dưới cho tôi vào giới, tôi sẽ gửi anh em một link Zalo để anh em tham gia team báo đời báo đớm nha. Đó, thì mỗi sáng mỗi chiều đó tôi sẽ hú anh em đi quay là nó sẽ tập trung như vậy đó anh em. Ok nha anh em ơi. Hello mọi người nha, thì bây giờ mình sẽ cùng team báo đời báo đớm tham gia gọi là một cái trò mini game nho nhỏ đấy mà. Đó bây giờ nếu mà tôi thổi còn nha là anh em sẽ trèo lên cây, ai mà trèo lên đỉnh gọi là cầm chứ sẽ thắng nha anh em ơi. Giờ giờ có vài ông trên trển rồi, thôi chung với ba ông nó ăn gian thì không nói đi. Nè bây giờ tôi đếm nha anh em ơi, 3, 2, 1 đi. Ôi trời ơi, trời sao đông người quá, bị rối ở nha. Không biết anh em trèo lên cái này là kỷ luật anh em bao nhiêu chứ anh em phải nghĩ là phải bấm giờ đi đâu mà. Trời ơi, cái trèo này khó, cái trường cái này ở đây nè, bên đây nè. Trời sao tự nhiên tâm lý ngang vậy, bình thường tôi nhảy cũng ghê lắm, tự nhiên giờ tôi trèo solo cái tâm lý ngang đây mà. Cái này không được, trời ơi cái gì vậy, trời ơi trời ơi trời ơi, nó lắc anh em ơi, nó lắc đông người quá anh em ơi. Trời ơi, map có 60 người, riêng của tôi đâu đó chắc 30 người rồi đó. Rồi giờ từ đi tôi lên cái nha anh em. Ây da, trời ơi. Ui da, đây nè, rồi cái khúc này từ từ nè, rồi. Ây da, trời ơi. Tôi lên đỉnh anh em ơi, trời ơi biết bao nhiêu người mà tôi dẫn lên đỉnh là biết rồi, cái trình tôi cỡ nào cũng là bắn pháo bông ăn mừng chứ coi. A few moments later. Rồi nha mọi người thấy cục đá kia không? Có ai nghĩ bây giờ là đâu đó cái vài chục người vô cục đá này sẽ như thế nào không anh em? Bây giờ tụi tôi sẽ vô nha, vô anh em, vô. Vô. Ủa ai đóng vậy? Ai đóng vậy? Mọi người thấy ba nhân vật gọi là NPC đằng sau không? Đó, bây giờ ai mà yêu quý cái anh màu xanh dương đó thì anh em cho tôi phím like. Ai mà yêu quý gọi là canh gấu mèo đó, canh màu nâu nâu đó, cam cam gì đó thì anh em cho tôi phím subscribe. Còn anh em làm yêu quý anh ở giữa đó cho tôi 2 cái đi. Đó bây giờ tôi cho anh em 5 giây để mình chọn nha, để xem gọi là nhân vật nào sẽ được yêu thích nhất trong bản cập nhật lần này nha anh em ơi. 5 4 3 2 1. Ôi trời ơi, có vẻ như là anh em yêu quý anh em ở giữa nhất nhờ. Tại vì tôi cũng chạy đây mà, tại vì tôi có cái này nè anh em. Đây nè. Anh em làm gì có được đúng không? Đây nè anh em. Trời ơi, con Milem mập đỉnh đã tặng cho tôi cái con này đó mà. Trời ơi, con này thuộc tính là VIP nha mọi người. Mọi người nhìn cái hiệu ứng nó đi nè. Này tôi cho mọi người xem nha. Đó, thấy không, nó đi không mọi người? Đó, đi kìa, nó đi cầm gì trên tay kìa, thấy ghê không? Thấy ghê không, trời, ai mà có được con này. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi cho anh em xem bất ngờ nè. Trời ơi, giờ vô đây nha. Úi xài ơi, ơi xài ơi, tặng ngay vé nha anh em ơi. Tại vì xu hôm qua mình gọi là mình chế tạo được con vé còn khá nhiều xu nữa mà, cho nên ngày hôm nay mình chế tạo được 2 vé luôn cơ. Ngoài ra các bạn điểm danh ngày hôm nay chúng ta nhận được thêm 1 vé carbon nữa mà. Trời ơi, ngày mai chúng ta có thêm 1 vé nè. Thôi bây giờ tôi mở luôn nha anh em ơi, để xem ngày hôm nay nó ra cái gì nha anh em. Trời ơi, tôi nôn quá rồi. Ngày nào tôi cũng nôn mở đây mà. Ơ, hôm nay là hoàn thành cái này nè. Đây là còn cái mộc này là sắp hoàn thành anh em ơi, sắp nhận được hộp quà đầu tiên rồi, được 1 vé nữa nè. Khá là ngon. Ok bây giờ mình sẽ mở nha anh em ơi. Để xem ngày hôm nay thử gọi là cái gói gọi là bono mình sẽ cho mình cái gì đây. Tôi nôn quá anh em ơi, trời ơi. Bây giờ tôi chỉ còn mong là cho tôi đâu đó là cái cần câu nè. Cái cần câu này nha. Rồi cái xe nè, còn là cái cuốc, 3 cái này thôi. Bộ đồ nói chung tôi không cần cho mấy, tại vì bộ đồ thấy nhiều người có quá anh em ơi. Mà tôi không thích những gì mà có nhiều người có nha. Ừ. Tôi thích cái gì mà đặc biệt cá nhân tôi thôi. Rồi nha, bây giờ tôi mở nha anh em ơi. Cái gì đây? Trời ơi, cái đèn. Rồi, còn hộp cuối nè. Tôi cứ cần câu đi. Cần câu Nam Mô Di Đà Phật. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, ủa cái gì vậy anh em? Ủa cái này cái gì nha? Phải không ta? Ủa cái phương tiện nè. Ủa tôi được một cái phương tiện nữa mà. Rồi tôi bơi dưới nước thử nha anh em ơi. Tôi bơi dưới nước thử coi được một cái phương tiện nè.
Ủa cái gì vậy anh em? Ủa cái gì vậy ta? Cái này đi được không? Ôi cái phương tiện dưới nước ở đây mà. Chứ sao nó chậm vậy? Ôi hôm nay được một cái phương tiện dưới nước luôn đấy mà. Làm gì đấy? Chúng khét đấy trời. Đây là một cái gói gọi là sắp ra mắt cho mọi người. Cái gói khám phá quả cầu xanh. Ở trong đây chúng ta sẽ có một thuộc tính VIP, đó chính là cái trực thăng nha mọi người. Và một cái biểu cảm nha mọi người. Thì giá của cái gói này đâu đó là 1.000 năm kim cương. Thì cái trực thăng này chúng ta có thể chở một người nha em ơi. Thì nói chung là thực chất ở đây là một cái bản design mẫu của một bạn tên là cậu Ba Thanh Bình. Bạn nói chung là bạn này là một trong những người tôi thấy decor về cái gói này rất là nhiều đây mà rất là đẹp nha. Cho nên ngày hôm nay đó, đây nè, thuộc tính là trực thăng siêu tốc đỏ nè, đó đỏ là chắc là còn nhiều màu khác nè. Cậu từng nghe giọng hát của những áng mây chưa trời? Tốc độ là 8-4 chỗ luôn em mà, trời ơi, 4 chỗ với 2 chỗ thì dịch chuyển nhanh nè. Đó thì nói chung đây chính là một bản vẽ mẫu gọi là theo kiểu mà funny thôi em mà. Thì nói chung thì đây là một trong những cái bản mẫu người ta thiết kế theo kiểu là cho vui thôi em mà. Nhưng mà thật chất có rất nhiều các bản thiết kế mà gọi là trong các cuộc thi mà liên quan đến gọi là vẽ cái này anh em, thì được nhà phát hành ghi nhận rồi. Thì tôi hy vọng là trong cái cuộc thi sắp tới liên quan tới mấy cái gói vẽ gói nè, thì bạn cậu Ba Thanh Bình này sẽ vẽ cho chúng ta một cái trực thăng đi. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có một trực thăng trong game đúng không em. Tại vì anh em nhìn nè, trong game đúng không là có chúng ta có thuyền nè đúng không, chúng ta có xe nè đó, chúng ta có mấy cái gậy nhảy nè, chúng ta có khinh khí cầu, chúng ta có mọi thứ rồi. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ có cực trực thăng ở đây mà, đúng không em? Chúng ta có cả du thuyền luôn cơ. Đấy, chúng ta hy vọng là thời gian sắp tới chúng ta sẽ có gọi là một chiếc trực thăng nha anh ơi. Và chiếc trực thăng này phải chở đâu đó là cỡ 4 người là đẹp. Đấy, như các bạn kia nói thì tôi nghĩ là quá là đỉnh luôn anh em à. Còn anh em nghĩ sao, anh em comment phía dưới giúp tôi cho tôi biết nhá. Các bạn thì hôm nay chúng ta vừa ra mắt một cái gói gọi là pack VIP mới các bạn à. Đây, cái gói là mùa quỷ hồ sương mù đây. Để xem gói này có những gì nha anh ơi. Giá là 136.000. Đầu tiên chúng ta sẽ có một con gọi là con pet mới các bạn, con pet VIP. Hôm qua tôi đã nói rồi, đây là một con cú mèo nha các bạn. Thì con này hình như nó không bay, nó bay được mọi người à. Nó không bay được nhưng mà trong phạm vi, tức là không thể bay được khi ra khỏi phạm vi hồ sương mù huyền bí. Đấy, nói chung là con này là một trong những con VIP mọi người, ngon lắm ấy mọi người. Tôi nghĩ là anh em là có tiền một tí anh em nên mua, còn tôi nghèo quá tôi có tiền tôi mua đó anh em. Thứ hai đó chính là một cái, ôi trời ơi, một cái mái tóc anh em à, một cái mái tóc nha. Cái mái tóc này có sừng luôn nha anh em ơi, anh em bỉ nè, có sừng luôn nha. À cái sừng là kế bên, đúng rồi, cái sừng là kế bên. Ồ đây là cái biểu cảm, nói chung là bạch tạng mọi người à. Trời ơi, đúng là quỷ bạch đó mọi người à, đồ quỷ bạch. Trời ơi, nhìn ghê quá anh em ơi. Nhưng mà đôi giày đẹp nha. Đây là một đôi giày boss trắng mọi người phối mấy cái đồ đen đó, bảo đảm đẹp luôn. Cái váy này cũng khá là đẹp, cái tóc đẹp anh em mà, nói chung là bộ này cũng đẹp. Tại vì người ta làm full trắng á, nhìn nó hơi kỳ thôi. Chứ mình có thêm sắc màu bộ đen tí nữa là quá đẹp anh em ơi. Ui cái da này chắc trắng bóc luôn nè, cái da này trong những da trắng nhất server hiện tại anh em mà. Còn cái này là một cái cổng vòm như cổng đám cưới nha. Ôi trời ơi, cái bàn này là quá đẹp anh em ơi. Nhưng mà cái bàn này để được gì trên nhờ, cái này chỉ để trang trí thôi em ơi, chứ mình không để ly nước gì trên được đâu. Cái cánh này tôi làm liên tưởng đến cái cánh thiên sứ đó mà. Nhưng mà tại sao người ta gửi là cái ghế quỷ bạch hồ xương nhỉ? Ừ, tôi tưởng là cái cánh thiên sứ không chứ. Còn nói chung là đây một trong những cái thương hiệu rồi, lúc nào cũng có một ông gấu đi theo rồi đúng không? Rồi ngoài ra chúng ta có 10 kim cương, 7 cái năm thì sao, anh em thấy gói này như thế nào anh em comment phía dưới giúp tôi nha. Đối với tôi thì gói này nó quá là đặc biệt, mặc dù nó không có phương tiện nhưng mà nó có một con bếp mới, là một trong những cái sự đổi mới của gọi là cái người ta, cái kết cấu của mấy cái gói bát VIP gần đây rồi em ạ. Rồi thì nói chung là gần cuối video chúng ta sẽ mở một phát đâu đó là 3 cái hòm nha em ơi, để xem ngày hôm nay như thế nào nha. Đầu tiên tôi mở hòm này trước đi, lấy giết cái coi. Rồi, ơ tôi chưa bật tiếng game là hơi cãi. Để từ mở xong hộp này bật cũng được. Trời ơi, cái quần vàng không nội ơi. Cái gì đây, cái gì đây? Cho tôi cái gì hơn nha. Trời ơi, quần đồng. Cái gì vậy ta? Cái gì đây? Trời ơi, 100 tiền sao? Gì ghê vậy? Trời ơi, cái gì vậy ta? Ui trời ơi, một cái quặng sắt các bạn à. Chờ từ để tôi bật tiếng game lên nha anh em. 2000 years later. Rồi, cái hòm hổ ra cái gì đây? Trời ơi, quặng sắt nội ơi. Cái gì nữa đây? Trời ơi, quặng bạc. Trời ơi, tiền sao? Trời ơi, chén đi. Trời ơi. Rồi, bây giờ tới cái thuyền rồng nè. Trời ơi, tôi mà ra được cái thuyền rồng thì tôi chở anh em đi cho nó phê. Anh em hình như là chỗ 4 người đấy mà, 4 người mà câu cát luôn. Trời ơi, là một trong những thứ gì mà nó đỉnh phải cá trưởng đó mà còn free nữa chứ. Ui trời ơi, bằng đồng. Trời ơi, cho tôi ra cái thuyền đi. Con mà ra cái thuyền gửi kênh chat trăm thổi. Trời ơi, ra chùm cao cái đi. Ê, bằng đồng bóng nội ơi. Hai hộp cuối nè. Ui trời ơi, cái cuối, cái cuối. Cuối. Ui giời ơi.
Ok, bây giờ chúng ta đến gọi là mini game đoán gọi là milimet nha các bạn. Đoán số cm của mấy con này nè. Thì mọi người đoán cho tôi thử có ít âm đeo là tôi bao nhiêu gọi là milimet nha các bạn. Thì con này tôi gửi cho các bạn đâu đó là trên 100. Dưới 120, ok chưa? Bước 1 các bạn hãy like và đăng ký và cũng như bật bấm chuông giúp mình nhé. Bước 2 các bạn để là cái tên in game nè. Bước 3 các bạn để là cái số cm mà các bạn nghĩ dự đoán đúng đi. Thì phần thưởng lần này đó chính là đôi giày 5 thỏi màu hồng hồng nha mọi người. Ok nha. Còn bây giờ thì nói chung là tôi thay mặt tất cả anh em báo đời báo đốm. Bây giờ anh em báo đời báo đốm đi ngủ hết rồi. Đấy. Chào tạm biệt tất cả anh em, chúc anh em có một ngày gọi là xem một video thật là vui vẻ nhanh mây. Anh nói chung là bị dắp hơi nhiều đó. Anh nói